Thùy Tiên tái ngộ Quang Linh sau thời gian dài xa cách, nhưng vị trí ngồi thế nào mà fan la ó. Midtrend International 2021 gặp lại người bạn đồng hành trong chuyến đi thiện nguyện tại châu Phi. Điều khiến fan chú ý nhất là vị trí ngồi của cặp đôi Linh Tiên. Quang Linh Vlog vừa về Việt Nam sau thời gian dài hoạt động tích cực tại châu Phi. Chàng chủ tịch khiến fan không khỏi bật cười vì những chia sẻ chân thực trong kiếp nạn delay khi di chuyển từ Angola về quê hương. Trong thời gian tới, Quang Linh sẽ hỗ trợ 35 con em ngư dân ở 4 tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận. Những ngày tiếp theo, Quang Linh và team châu Phi sẽ ra Đà Nẵng, đến vùng 3 hải quân, thăm các cán bộ, chiến sĩ tại các đảo cũng như thực hiện các hoạt động hỗ trợ khác. Sau khi về Việt Nam, fan của chàng YouTuber liên tục nhắc khéo về vấn đề gặp gỡ người bạn đồng hành thân thiết là Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Cả hai từng có thời gian thực hiện dự án thiện nguyện tại châu Phi. Với tính cách vui vẻ, hòa đồng, Quang Linh được fan đẩy thuyền với nàng hậu tài năng. Mới đây, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 đăng tải hình ảnh xuất hiện chung khung hình với team châu Phi và Quang Linh Vlog với dòng trạng thái do nàng hậu chia sẻ. Team Việt Phi đã sẵn sàng. Khán giả hy vọng cả hai nhân vật và ekip sẽ tiếp tục thực hiện hành trình thiện nguyện ý nghĩa. Rất có thể một lần nữa, Thùy Tiên sẽ quay lại châu Phi, tiếp tục thực hiện dự án nhân ái và gặp gỡ bé lôi con. Quang Linh Vlog cũng chia sẻ sẽ cùng Thùy Tiên đi đến các điểm trường thực hiện công tác thiện nguyện trong thời gian ở Việt Nam. Bức ảnh vừa được Thùy Tiên đăng tải trên trang cá nhân đã thu về lượng tương tác cực khủng. Dưới phần bình luận, khán giả không khỏi phấn khích khi Thùy Tiên và Quang Linh đã được tái ngộ sau thời gian dài xa cách. Thế nhưng, trong cuộc gặp gỡ này, khán giả lại quan tâm về vị trí ngồi của Thùy Tiên và Quang Linh Vlog. Khán giả lo ó vì cả hai không ngồi cạnh nhau mà lại cách nhau rất xa. Tuy nhiên, các fan của Thùy Tiên và Quang Linh đã xóa mọi khoảng cách bằng ứng dụng chỉnh sửa hình ảnh để cả hai có thể gần nhau. Hình ảnh Thùy Tiên và Quang Linh được fan cắt ghép tinh tế khiến người xem không khỏi bật cười. Trước đó, Hoa hậu Thùy Tiên nhiều lần lên tiếng phủ nhận tin đồn cho biết cô và Quang Linh chỉ là bạn bè. Tuy nhiên, khán giả vẫn hy vọng cặp đôi sẽ nên duyên sau nhiều chuyến thiện nguyện. Sau khi gặp gỡ đồng hành cùng nhau ở châu Phi, Thùy Tiên và Quang Linh cũng rất ít gặp mặt. Cả hai hiếm khi xuất hiện cùng nhau và ít tương tác trên mạng xã hội. Trong khi Quang Linh vẫn đang miệt mài với các dự án ở châu Phi, thì người đẹp sinh năm 1998 tập trung với các dự án cá nhân sau khi hết nhiệm kỳ Midtrend International 2021.